Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, sinh viên trong lập thân lập nghiệp, Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch thực hiện chuỗi video clip với đề tài Khởi nghiệp cùng thanh niên Đà Nẵng. Chương trình bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, góp phần lan tỏa và truyền cảm hứng về khởi nghiệp trong thanh niên và sinh viên. Hôm nay, ekip đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng có một hành trình trải nghiệm đặc biệt với dự án thực hiện video về gương cựu sinh viên nhà trường đã khởi nghiệp thành công nhằm lan tỏa truyền cảm hứng động lực về khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Dù còn một số bỡ ngỡ trong tác nghiệp, tuy nhiên các thành viên tham gia chương trình đều cảm thấy khá hào hứng với dự án mới này. Đơn vị đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng của chúng tôi cũng rất là hưởng ứng cái cuộc vận động cũng như cái dự án này của thành đoàn, và chúng tôi thấy rằng đây là một cái dự án hết sức có ý nghĩa và thiết thực. Ở đó thì chúng tôi có cái cơ hội để mà có thể truyền tải được đến cho tất cả các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố về những hình ảnh của những cái bạn cựu sinh viên sau khi đã tốt nghiệp ra trường, thì các bạn có ấp ủ những cái ước mơ hoài bão và những cái dự án khởi nghiệp của mình, và các bạn đã thành công, và từ đó thì có thể truyền được những cảm hứng cũng như những cái năng lượng tích cực đến những bạn sinh viên đang ngồi trên cái nhà trường. Dự án chuỗi video clip với đề tài khởi nghiệp cùng thanh niên Đà Nẵng được Thành đoàn Đà Nẵng khởi động từ đầu năm 2021 với mục tiêu thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên theo dõi các phóng sự thực tế về doanh nghiệp khởi nghiệp tại Đà Nẵng, thông qua đó cung cấp kiến thức một cách gần gũi, thiết thực, sinh động về khởi nghiệp, thành công lẫn thất bại, để các bạn trẻ có cái nhìn đa chiều hơn về khởi nghiệp, cũng như góp phần tạo cảm hứng cho những ý tưởng sáng tạo. Mình nên tìm hiểu đào sâu, và thay vào đó chúng ta nên thiết lập những cái kế hoạch mục tiêu ngắn hạn nhất định và mục tiêu dài hạn. Bên cạnh đó ta thường xuyên trao đổi thêm cái kiến thức của người đi trước và những người thành công, thì chúng ta sẽ có nắm bắt được cái thị trường và nắm bắt được cơ hội để chúng ta có thể khởi nghiệp một cách thành công hơn. Với chương trình này, Thành đoàn Đà Nẵng cũng kỳ vọng sẽ bước đầu triển khai kênh giáo dục trực tuyến của đoàn đến với đoàn viên, thanh niên trong trạng thái bình thường mới. Tất cả các video về khởi nghiệp này sẽ lần lượt được đăng trên kênh YouTube của thành đoàn, website fanpage Tuổi Trẻ Đà Nẵng và chuyên mục Tuổi Trẻ Đà Nẵng của Đài Phát Thanh Truyền hình Đà Nẵng.